Có một cái đèn mới rồi. Từ bắt đầu từ ngày mai mình sẽ ngủ một cách ngon nhất luôn. Trời, xin chào các bạn nha. Mình là Nếp trên channel Hỏi Nếp đi. Thì trước khi video này bắt đầu á, thì các bạn đừng quên để lại cho Nếp một nút like, nút đăng ký và nút chia sẻ nha. Và đừng quên là nhấn sáng 600 con số sáng nút 2019 hoặc là nút thông minh nha. Thì đó là động lực của Nếp để làm những cái video tiếp tới nha. Còn hôm nay á, mình mới đi mua một cái đèn các bạn ơi. Nè, các bạn thấy đèn hay không nè? Đó, cái đèn mà là vẫn là cái đúc bình thường, nhưng mà cái này đặc biệt một cái là mình có thể gọi là để mình đọc được không ta? Đây đọc được đó. Cái này có thể gọi là gắn một cách nhìn sang trọng các bạn ơi. Đó nè, nó cắm vô một cái cây cột này, xong rồi có cái kính nó che quanh không bị gọi là lửa dính nè. Đó, thấy chưa? Rồi, bây giờ bỏ cái chuyện gọi là cái gì ta? Cái này coi một bên đi. Mình sẽ đi rửa, đánh răng, rửa mặt cái đã. Xong, bây giờ tới tiếp theo là mình sẽ đọc comment của các fan. Đó, bật máy tính lên. Rồi, để mình xem hôm nay sẽ có những cái comment gì đây. Anh Huy Nấp đẹp trai quá. Trời ơi, cảm ơn bạn nhiều nha. Trời tất đẹp trai rồi. Trời quá trời bạn, hashtag 600k sub pack. Hashtag Nấp 2019 nè. Trời quá trời bạn luôn, cảm ơn các bạn nhiều nha. Trời quá trời bạn, quá trời luôn á. Để mình đọc tiếp comment ơi. Ủa, có một bạn thử thách gì nè. Thử thách Nấp sinh tồn trên đảo không có khối vuông. Ủa, sinh tồn trên đảo không có khối vuông á hả? Nghe nó sao? Ủa, là đảo mà nó không, nó có toàn hình tròn lắm chứ nó không có hình vuông hả? Ủa, khó, cái đó hơi khó nha, không biết có được không á. Tại vì á, thế giới gì Minecraft là... Ủa, giờ sao lên đây, đập đi đi. Đó, này, nó cao hơn chứ. Đó, rồi. Trong cái thế giới Minecraft này là toàn khối vuông không mà. Không có cái nào là khối tròn hết á. Bây giờ mình sẽ lấy cuốn sách nè. Thôi, nói chung là mình vẫn cứ thử các bạn ơi. Xem có được không? Nếu được là cực kỳ hay luôn á các bạn. Đó, mình sẽ ra cái chỗ, cái cổng này nè. Rồi, bây giờ mình sẽ ghi thử thách là cái gì đây? Thử thách sinh tồn. Đâu, thử thách 24 giờ chứ quên. Thiếu 24 giờ là sinh tồn, có xíu là gà. Sinh tồn trên đảo không gì, không có khối vuông hả? Đúng rồi. Đó, xong rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái này nè. Đó, nó sẽ nhặt rồi. Bây giờ mình sẽ cực kỳ cần gạt này, nó sẽ tạo cái cổng nè. 3, 2, 1, go. Wow. Ủa, nó tạo ra cánh cổng này kìa các bạn ơi. Wow, cánh cổng này là một cái cánh cổng là hình gì ta? Gì? Ngủ giác đúng không? Hay thập giác ta, Nấp quên rồi. Thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Ngủ giác đúng không ta? Nấp không nhớ cái hình này là cái hình gì nữa. Hình ngủ giác hay cái là cái hình gì Nấp không biết. Nói chung là bây giờ Nấp sẽ nhảy vô nha các bạn. Ok, 3, 2, 1, go. Ủa, cái này hay quá nè các bạn ơi. Ủa, nhưng mà cái này nó không có hình vuông, cái này không có hình tròn. Wow, nhưng mà vẫn hay các bạn ơi. Ồ, hay quá à. Mẹ nó không có hình vuông nữa nè, nó hình tròn mà. Bây giờ mình sẽ lấy cái này nè. Ủa, mình có cái cây kéo nè, cắt luôn nha. Ủa, cắt trên đường luôn nè. Wow. Ủa, cắt hả? Ủa, mình cắt nó thành cái hình vuông luôn nè. Hay quá các bạn ơi. Ủa, không ngờ có đảo hình tròn luôn các bạn. Ủa, mình sợ té xuống các bạn ơi. Ủa, con nên đi cẩn thận nha. Mình sợ, mình không biết cái này có té không ta. Mình sợ nó té lắm. Ủa, lấy đó, nhặt được rồi, gạo nấp gạo nó nhặt. Ủa, sao còn một cái tấn nhỏ này vậy? Ủa, tính là đập ra nhiều quá trời luôn á. Đập hết nè. Rồi, còn bên đây nữa. Ủa, cái gì đây nè, đập. Rồi, còn mấy cái này nữa. Đây, nhấp. Rồi, 40 cái các bạn ơi, còn nào không ta? Không còn gì thôi, mình sẽ lấy gỗ. Ủa, gì vậy? Sao mình dùng gèo, đang dùng gỗ, dùng cái cưa, dùng cái cây gèo mà tự nhiên nó biến thành cây nào rồi. Ủa, cái lái trên nữa nè. Đó mà, đúng rồi, ôi sao mình đặt bằng gèo nữa rồi. No. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt qua đây nha các bạn. Đặt qua. Ủa, đặt qua gì kỳ vậy? Ủa, giờ đặt qua là sao? Ủa, nó đặt gì không được, giờ đặt qua sao? Hả? Đặt qua. Ủa, gì kỳ vậy? Ủa, gì đặt bằng gỗ đúng không ta? Để mình chế biến thành những cái mảng gỗ. Ui, chết tạo lộn. Này, chế tạo thành mảng gỗ nhỏ nè. Rồi, mình sẽ đặt ở đây. Chế tạo thành những mảng gỗ nhỏ. Đó, mình sẽ đặt qua đây nè. Đập cái lá này đi. Ủa, sao mình đặt lá mà không lấy lá? Ủa, được nè. Đó, nó vẫn còn vuông các bạn ơi. Mặc dù á, đảo
khẩu là nó tròn trịa gì đó, nhưng mà cái khối này là nó vẫn vuông. À hên quá các bạn ơi, nếu mà nó không có cái vuông thì chết luôn rồi á. Mình xem bên đây có đảo gì nè. Ồ, có đảo bằng sao mày, để mình qua xem có gì nha. Rồi đặt quá rồi, nhiều á. Rồi để mình xem chỗ này có gì đây. Chỗ này có hai cái cục obsidian với lại bánh quy nè các bạn ơi. Yeah, mình có bánh quy rồi. Tức là lâu rồi chưa, lâu lắm rồi mình chưa ăn bánh quy. Trời ơi, nó ngon quá trời luôn. Ngon quá. Ồ mà cục obsidian này làm gì? À cái cục gọi là gì? Hắc diện thạch làm cái gì đây? Vẫn đặt lắm bình thường đúng không? Đúng không ta? Vậy là vẫn bình thường mà các bạn. Cái cục này đặt bình thường. À, vậy là trong đảo này á, ngoài chỉ có block này nè, nó không có kiểu là đặt được như vậy thôi, mà chỉ có bọc rọc hắc block hắc diện thạch là mới đặt được vuông vậy thôi, còn như là tròn trẻ hết các bạn ơi. Quan trọng á là bây giờ mình phải qua đây nè, đó. Đặt block đá cũng không được luôn các bạn ơi. Đó, dù mình đặt ra vậy nó cũng không được, chỉ có block hắc diện thạch này mới được thôi. Bây giờ mình sẽ đặt qua là sắp qua rồi. Ồ, như không có con quái vật nào không kìa. Lẹ qua đây. Qua lẹ các bạn ơi. Quá chứ. Ồ, sắp qua nè. Lần chờ xíu nữa các bạn ơi. Ồ, con gì vậy? Con gì đang thui vậy? Ồ, con gì đang thui vậy? Ê. Ồ, mày đâu đây vậy? Ồ, con ếch mày đâu đây vậy? Ôi. Ủa con này nó đào được xuống dưới nè các bạn ơi. Mày, ủa mấy con này nó không làm gì hết ta. Ủa mấy con này nó hiền quá các bạn ơi. Ủa, ơi, con nào kìa. Ôi, con đây. Ôi, đau quá đau. Ủa con gì vậy? Con ếch mà sao nó chui được xuống dưới đất vậy? What the hell. Con ếch đâu rồi, mày con này đúng không? Đập ra nè, nó không làm gì hết nên mình không làm gì nó luôn. Ê, con ếch này đâu ra. Mày nè. Thôi các bạn ơi, mình sẽ chơi chiến thuật này là mình sẽ nhảy lên cao trên cái rương á, để cho nó không bắt mình được các bạn ơi. Này mình sẽ dùng lá nè. Dùng lá chạy à. Chạy lá ra các bạn ơi. Lá không làm được gì hết, chết tôi rồi. Đặt block lên. Rồi chạy lên đây. Đó. À, chết tôi rồi, nhảy lồm rồi. Nhảy lên lại. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy lên rương này luôn. Còn lâu tụi mày mới giết được tao. Có cái gì nè, bây giờ mình phải mặc cái bộ đồ này trước. Ồ, mình có tốc độ chạy nhanh đúng không? Ồ đúng luôn nè, mình chạy nhanh vậy. Wow, chạy nhanh nè, ghê chưa. Ồ, nhưng mà quan trọng là mình có cây kiếm, mình có cây súng đây nè. Ồ, cây súng này lấp lánh như đây nè, cái gì mà bullet không phải golden fury gì. Ồ, hay quá. Ồ, nó sáng bóng luôn nè. Ồ, vậy chắc còn bên này thôi. À, bây giờ mình sạc qua. Ủa sao bên kia có block. Ủa có cái block ở dưới lơ lửng kìa các bạn thấy không? Có block ở dưới lơ lửng kìa. Thôi nhưng mà cái này giúp mình đặt nhanh lên nè. Wow. Cái này giúp mình đặt nhanh thiệt luôn á. Nè các bạn xem nè. Bập. Nhanh hơn bình thường đúng không? Mình thấy là nhanh hơn bình thường á. Nè các bạn xem nè. Đó, nhanh hơn bình thường luôn. Bây giờ mình sẽ đặt qua nha. Bập. Không biết là cái đảo cuối cùng sẽ như thế nào đây. Mình nghĩ là nó sẽ tròn trịa luôn á các bạn ơi. Đây vậy mình đặt qua nè. Bập. Đó chưa? Ủa đúng kìa, nó có một cánh cổng kìa các bạn ơi. Ủa nhìn hay quá à. Wow. Bây giờ mình đặt quái ra. Bop. Ôi đặt lộn rồi. Bop. Trời làm ơn đừng. À đủ, giờ đủ lắm. Ủa con gì vậy? Hả? Ủa nhưng mà với lại cánh cổng này nhìn hay quá à. Wow. Nhìn hay quá à. Nhưng mà quan trọng mình phải đối đầu con này. Ủa sao có mấy cái vết nước đây ấy. Ủa nhiều quá. Mày chết rồi con. Không, bây giờ mình sẽ chơi kiếm nó chứ các bạn ơi. Quăng gì kìa, quăng gì. Tròn kìa. Mày tròn. Mày đứng lại đó. Mày bay đâu. Ây da. Âu. Mày. Ồ, đi xuống đây. Con gì. Đi xuống đây. Mày chơi dơ quá à. Ủa nhưng mà cái chết này mạnh quá các bạn ơi. Nó quăng mình nãy giờ mình không mất nhiều máu cho lắm nè. Các bạn xem nè. Ok mình xuống đây coi. Nó tuyết ta là boss các bạn ơi. Mày á. Mày quăng nè. Tao bắn cái đầu mày luôn. Đó, bắn rồi đi. Đi. Ê ai da. Mày á. Chạy đi. Ủa, con này
cho nhờ dắt mình á, chứ không là mình không mặc giá là chết luôn rồi. Bây giờ mình sẽ bắt cho cái đầu nó tiếp. À mày xuống đúng không? Mày hồi nãy bay lên. Bay hả con? Bay hả con? Ủa bữa đầu mình được đánh được có 2 trái rồi các bạn ơi. Chết mình ơi. Đừng tới gần tao nha. À hạ xuống đi. Ủa không biết mình có leo lên đây được không ta? Bước. Lên. Ủa leo lên không được. Chán vậy. Lên. À bên đây chắc mình nghĩ lên đây bên đây leo được nè. Ủa vẫn không được. Lên. À không được. Hết kẹt. Bây giờ mình ốp. Mình có yếu máu. Mày ăn bánh quy để cho mình tăng máu lên mới được. Tăng máu lên. Ủa sao nó tăng ba cục máu gì? À đang tăng dần nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vô solo với nó luôn. Ơ giật giật xíu nè. Ủa mình cho mình chạy nhiều quá thì sao nó hết cây thịt nhanh quá vậy. Ờ mình nhớ bánh quy. Mình nghĩ là do bánh quy ngon quá nên mình không cảm nhận hết được á. Ờ bây giờ mình sẽ bắt cho cái đầu nó. Ăn cái đã. Rồi mày chết đi con. Hồi máu hả? Ủa đây hồi máu kìa. Mày hồi máu. Bây giờ không được rồi các bạn ơi. Bây giờ đến lúc mình phải sử dụng cái cây súng rồi. Đau quá. Đến lúc mình phải sử dụng cái cây súng rồi. Cái con này á khoái bay lắm nên là mình phải bắt cho cái đầu nó. Mày. Cái súng này bi vậy? Ừ, đứng yên nè, nhắm bắn. Wow! Cái súng này mạnh vậy? Wow! Cái súng này mạnh dữ luôn á. Đừng đùa các bạn ơi, cái súng này mạnh như vậy. Wow! Bây giờ mình cầm súng này bắn chết mẹ được con. Bụp. Mặc dù bắn chậm các bạn ơi, nhưng mà nó cực kỳ mạnh luôn, đam nó cực kỳ to luôn. Đó, bụp cái còn nửa cái máu. Ê, bắn ta. Mày bắn ta hả? Ta vô cái đầu. Vô cái đầu mày nè, chết đi con. Sắp chết rồi các bạn. Bây giờ mình phải ăn rồi. Đồ bánh nghe ngon quá các bạn ơi. Ngon không tả được luôn. À, bây giờ mình phải giết nó mới được. Ây da, ôi sao mình tự bắn mình vậy? Đâu? Tự bắn mình vậy? Ủa cái đường này là hại đường này. Trời ơi, sao mình tự bắn mình vậy ta? Kỳ vậy, mình nhớ là mình nhắm vô cái đầu nó thì bắn dính cho mình. Không hiểu luôn. Nhưng mà bây giờ không sao, nó sắp chết rồi các bạn ơi. Mày chết đi con. Mày tới đây. Ây da, còn nữa. Lại nữa nha các bạn. Ây da. Chết cháy rồi. À, mình nghĩ là do cái cây này nó phóng đạn rất là chậm. Nên là nó sẽ dễ dính mình. Là mình nghĩ là mình sẽ đứng yên bắn. Ây da, bộ mình nhớ mình đứng yên bắn mà ta. Kỳ vậy. Cây này kỳ cục cho ta. Bây giờ mình đứng bên đây. Nó có đó. À đúng rồi, đứng bên đây nè, nó không bị gì nè. Ê. Sao mình cứ giết mình hoài ta? Cái súng này nó vừa mạnh nhưng mà nó mạnh quá đến nỗi nó giết mình luôn á bạn ơi. Cái súng này kỳ vậy chứ. Súng gì mà hả? Ngô. Rồi bây giờ mình sẽ bắn chết mày luôn. Mày nè. Nguyên bắn rồi. Ôi, nữa, đó, thấy chưa, các bạn thấy chưa? Nữa, không hiểu làm sao luôn á, bạn ơi. À, chán gì chứ. Từ, bây giờ mình sẽ. Từ nè. À, nó có thanh nãy nè, các bạn ơi. Nó có thanh kiếm nè, thanh hồi cây nè. Ây, nữa. À, cái này phải bắn từ rồi, các bạn ơi. Nếu không bắn từ là mình sẽ bị chết, các bạn ơi. Bắn từ rồi. Em đi cái đầu. Rồi, xong rồi đợi một xíu nè. Đâu một xíu ăn bánh quy cái nhẹ nè. Rồi đó, rút cây súng lên giờ mới bắn lên nè. Mày hả? Mày nha. Ây da, đau hả? Ây, sắp chết rồi. Rồi. Còn một cái máu không chơi được. Mình sẽ bắn nó nhất cuối nè. Chính không? Chính. Rồi, các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ không chơi cây súng này nữa. Cây súng này ghê quá. Bước đi. Đó, rồi xong rồi mình. Bây giờ mình sẽ chơi cây kiếm các bạn ơi. Đây, mày chết đi. Bằng kiếm mày luôn, lát hit mày nè. Một lát nữa. Mày. Yes. Các bạn ơi, mình đã giết được rồi nè. Đó, ghê chưa. Yeah. Ghê chưa. Lúc đã thắng rồi. Dây dây dạ, ăn bánh quy, chúc mừng rồi. Ngầm, trời ơi, ngon quá. Mày bánh quy này dài mới được. Cánh cổng nè. Ôi, nhìn cái cổng hay quá các bạn ơi. Ok, thì video của Núp Cookie ra. Và các bạn đừng quên để lại cho Núp một nút like, một nút đăng ký, một nút chia sẻ nha. Và đừng quên quay channel của tất cả mọi người. Cho mọi người tìm kiếm tất cả mọi người nữa.
nữa. Mình đừng quên là nhớ hashtag 600 con số hashtag nấp 2019 hoặc là nấp thông minh nha các bạn. Đó, và các bạn muốn đảo gì tiếp theo thì các bạn hãy bình luận phía dưới nha. Mình thấy cái đảo này cực kỳ hay luôn nè. Họ có những cái blog gọi là nó gọi là blog nó không có vuông mà nó tròn, nhìn nó tròn sao các bạn, cái tròn nó nhọn á. Ồ, nhìn nó cực kỳ hay luôn. Ok, thì nói chung là tạm biệt các bạn nha. Còn bây giờ mình đi dèm với cái số bánh quỳ này. Ngon quá.